ba điều chúng ta không thể bỏ qua được nếu như chúng ta muốn nhà ra sạch và không phạm phải tay khách, không làm chảy máu tay khách mọi người nhé. Thứ nhất, lựa chọn kem mềm da có chất lượng tốt để chúng ta có thể đẩy sạch da chết. Thứ hai, lựa chọn và sử dụng đúng loại kìm nhặt da. Chúng ta sẽ sử dụng và lựa chọn các loại kìm mà có cái thông số chuyên dụng, không quá bén cũng không quá cùn và có size kìm phù hợp mọi người nhé. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất là chúng ta phải nắm thật chắc các cái kỹ thuật nhặt da. Ví dụ đầu tiên, đó tiêu biểu nhất đó chính là nhặt da bằng mũi kìm chứ không nhặt bằng lưỡi kìm nhé. Và cuối cùng, nếu như mà bạn chưa biết cách chọn kìm như thế nào đúng này, chưa biết kỹ thuật nhặt da như thế nào là chính xác thì các bạn có thể ghé qua kênh YouTube của Thảo để theo dõi những video mong là sẽ giúp ích được cho mọi người nhé.